By my people or by the Boomerang as Wa. Can everyone say Wa Moon?
Oh, sorry, brother. Sorry, sorry. Can everybody say Wah Moon? Wah Moon. Wah Moon. And that Wah Moon, and that's woman's country. So woman's country. So that's where women do their business. So if women want to go down there, that was a special place for women and girls for 100,000 years. So Bunwurrung, Melbourne's first people. Bunwurrung culture, Melbourne's history. My culture, your history. Trong nó bọng á, người ta chẻ cái giống như là trái dừa vậy đó, người ta chẻ cái mặt cái ở trên á, rồi xong người ta đổ súp vô chính giữa, không có bị đổ ra ngoài, không có bị chảy và cũng không bị mềm. Nó giống như là trái dừa mà súp mà mình đổ vô vậy đó. Giống như cái ráo dừa nè các bạn. Thì thay vì bỏ vô cái tô nhưng mà người ta bỏ vô cái cục bánh mì vậy nè các bạn. Smells good.
No, I don't care. Đến đây là tạm ngưng nha các bạn. Thì cái buổi hôm nay là cũng là cái buổi cuối cùng của cái hội chợ ở đây. Thì trời rất là lạnh nhưng mà mọi người đi rất là đông. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Và các bạn đừng có quên bấm like, share hay là subscribe nha các bạn. Và đừng quên là bấm cái chuông nha các bạn. Thì khi mà các bạn bấm cái chuông á, thì video khi mà mình up lên á thì các bạn sẽ nhận được. Ok, chào tạm biệt các bạn ở video sau. Bye.